Xin chào các bạn, mình là Trung Tính, mình đến từ công ty nhạc cụ Minh Phụng. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một model mới của Yamaha, một cái đàn organ ES410. Chắc hẳn là cái đàn organ Yamaha cũng đã quen thuộc với tất cả mọi người rồi. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn số chức năng nổi bật, đó là cái đàn organ Yamaha ES410 này có thể cài thêm được 10 điệu. Thì sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cài thêm 10 điệu vào cái đàn này nhé. Thôi, và sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cài điệu vào cái đàn Yamaha EW410. Thì đầu tiên các bạn cắm cái dĩa bi vào cái đàn đây, và dĩa bi này phải có dữ liệu nha. Khi các bạn mua đàn tại công ty nhạc cụ Minh Phụng thì bên mình sẽ cài sẵn luôn cho các bạn vào. Thì cái này nó có thể cài được 10 điệu, thì điệu sẽ rơi khoảng từ 236 cho tới 246. Sau đây mình xin hướng dẫn, đó chính là đầu tiên các bạn bấm vào nút function giữ khoảng đến 2 giây. Rồi sau các bạn chọn qua cái nút category này, nó có nút trái phải, các bạn chọn đến khi nào nó có chữ cái chữ lost style ấy. Đây lost style có nghĩa là nó sẽ lost cái điệu vào. Rồi khi bạn chọn được lost style rồi, các bạn bấm nút 0 ở đây, số 0. Thì ở đây nó trong dĩa bi nó sẽ hiển thị là điệu cha 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 nè. Các bạn muốn thay đổi điệu thì các bạn bấm nút cộng trừ bên đây. Đó. Đây mình sẽ cài cái điệu cha 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 vào trước ha. Thì lấy ra được cái điệu cha cha này, khi mình đã chọn được điệu cha cha rồi mình bấm nút 0 để chọn tiếp. Rồi nó sẽ hỏi là lót tới cái số bao nhiêu. Thì nãy mình đã lót chết mấy điệu rồi, bây giờ mình sẽ lót lại. Đầu tiên của nó là lót từ 236 nha các bạn. Thì để cho nó vào cái số 236 rồi mình đã chọn ở đây 236, thì bạn bấm nút số 0. Ok, nhấn 0 thêm một lần nữa, nó sẽ lót đi. Nó trong quá trình nó sẽ chạy cái điệu, chờ khoảng tầm khoảng 30 giây nó sẽ chạy xong. Rồi đến khi nào nó hiện nó cái chữ complete là các bạn đã cài xong. Để nghe thử cái điệu thì các bạn bấm vào nút style, bấm số 236. Đây là cái điệu cha 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 nè, mình đã cài vào. Nghe thì các bạn bấm nút style lên để nghe thôi. Cái điệu cũng khá là hay nha. Và tiếp theo thao tác cũng vậy, các bạn có thể cài thêm các điệu tiếp theo vào. Các bạn cũng nhấn nhiều nút function khoảng tầm 2 giây, rồi các bạn chọn qua category, chọn đến nút lost style, rồi ok bấm nút 0. Rồi nãy mình đã cài được cái điệu cha 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 rồi, đây thì bây giờ mình lại sẽ cài cái điệu khác, những cái điệu bolero đi. Rồi ok, bây giờ mình bấm nút 0 để chọn cái điệu bolero. Nó sẽ hỏi là lưu tới số bao nhiêu, thì các bạn có thể tùy chọn nha, từ 236 tới 246. Bây giờ mình chọn 240 đi. Thật đặt 240 để 240. Rồi nhấn thêm ok. Chút không lần nữa, nó sẽ chạy. Các bạn chờ khoảng tí rồi nó sẽ chạy xong. Rồi complete đã hoàn thành. Thì các bạn cũng ấn nút style, bấm 240 để nghe từ cái điệu bolero mình vừa mới cài. Rồi ok ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của công ty nhạc cụ Minh Phụng. Các bạn có câu hỏi gì thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Nếu video có hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và subscribe để cập nhật những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.